Thời gian vừa qua, có rất nhiều những vận động viên chuyên nghiệp, những người mà phải vận động mạnh với cường độ cao đã tin chọn máy tạo nước pi của Biontech để sử dụng hàng ngày. Và trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý do tại sao mà những người mà thường xuyên tập thể dục thể thao lại tin chọn máy tạo nước pi của Biontech, các anh chị nhé. Đầu tiên, chúng ta cần phải tìm hiểu những cái vấn đề của những người mà thường xuyên tập thể dục thể thao cũng như là vận động với cường độ lớn gặp phải đó là gì, đúng không ạ? Đầu tiên, khi cơ thể chúng ta vận động mạnh thì tất cả các hệ cơ bên trong cơ thể đều vận động một cách liên tục và sẽ sinh ra rất nhiều nhiệt. Và theo các chuyên gia sức khỏe thì chỉ có 20% năng lượng được sinh ra cơ năng để cơ thể chúng ta vận động thôi. Còn lại đến 80% sẽ sinh ra nhiệt năng, các anh chị nhé. Và khi mà sinh ra quá nhiều nhiệt như vậy thì cơ thể của chúng ta sẽ bị gì ạ? Nóng lên nhanh chóng. Chính vì thế cho nên cơ thể sẽ tiết ra rất nhiều mồ hôi để giải nhiệt, để đưa nhiệt độ của cơ thể về trạng thái bình thường. Và điều này sẽ làm cho chúng ta bị mất một lượng nước rất lớn bên trong cơ thể, đúng không ạ? Và khi chúng ta mất khoảng 5% nước trong cơ thể thì khả năng vận động của chúng ta đã giảm tới 30% rồi. Chính vì thế cho nên chúng ta cần phải bù đủ nước cho suốt quá trình chúng ta vận động. Và ngoài ra, khi mà cơ thể chúng ta tiết ra quá nhiều mồ hôi ấy, thì các chất điện giải bên trong cơ thể cũng sẽ gì ạ? Được bài tiết theo mồ hôi đi ra bên ngoài, làm cho cơ thể chúng ta bị thiếu chất điện giải. Mà chất điện giải là một chất vô cùng quan trọng trong quá trình chúng ta trao đổi chất, trong quá trình chúng ta vận động. Và nếu như chúng ta vận động mạnh mà bị thiếu chất điện giải thì nó sẽ làm giảm khả năng vận động, các anh chị nhá. Chính vì thế cho nên chúng ta cần phải bổ sung đủ chất điện giải trong suốt quá trình chúng ta vận động. Và một vấn đề nữa cũng rất là nghiêm trọng, đó là khi mà cơ thể chúng ta vận động mạnh quá sức thì cơ thể sẽ tiết ra rất nhiều axit lactic. Và tình trạng này diễn ra liên tục sẽ dẫn đến tình trạng các cơ của chúng ta bị mỏi, bị giảm hiệu suất làm việc và đặc biệt là bị co cơ, dẫn đến tình trạng chuột rút. Chính vì vậy cho nên theo như các chuyên gia thì thức uống tốt nhất dành cho người mà vận động mạnh thường xuyên ý, phải là một nguồn nước có khả năng bù nước một cách nhanh chóng để có thể đảm bảo cơ thể đủ nước và đảm bảo được khả năng bù lại khi mà chúng ta chảy quá nhiều mồ hôi. Và thức uống tốt nó còn phải có khả năng bù cho chúng ta những cái chất điện giải bên trong cơ thể để giúp cho cơ thể chúng ta vận động hiệu quả hơn. Và theo như khuyến cáo của các chuyên gia về sức khỏe ý, thì nước ion kiềm hay còn gọi là nước pi chính là một cái nguồn nước tốt nhất để cho những người mà thường xuyên tập thể dục thể thao, hoạt động với cường độ mạnh sử dụng hàng ngày. Trong nước pi hay còn gọi là nước ion kiềm có rất nhiều những chất muối khoáng tốt cho sức khỏe như canxi, magie, natri, kali vân vân, và nó sẽ giúp cho cơ thể bổ sung những cái chất điện giải, nạp năng lượng một cách nhanh hơn sau quá trình tập luyện. Và ngoài ra thì phân tử của nước pi còn rất nhỏ, chỉ bằng khoảng 1/5 so với phân tử nước thông thường. Điều này sẽ giúp cho cơ thể dễ dàng hấp thụ nước được nhanh hơn, giúp bù lại lượng nước được đào thải ra trong suốt quá trình chúng ta vận động. Và ngoài ra thì nước pi còn có đặc tính, đó là có tính kiềm, sẽ giúp chúng ta trung hòa cái lượng axit sinh ra trong quá trình chúng ta vận động, giúp chúng ta ngăn ngừa triệu chứng bị co rút cơ, bị chuột rút, và giúp chúng ta ngăn ngừa những cái hậu quả do dư axit của cơ thể. Và đặc biệt là trong nước pi còn có chứa thêm một lượng hydrogen rất là lớn, sẽ giúp chúng ta xử lý các cái gốc tự do bên trong cơ thể, giúp cho quá trình trao đổi chất, tuần hoàn máu nhanh hơn, giúp cơ thể chúng ta vận động tốt hơn, dẻo dai hơn. Nghe đến đây thì chắc hẳn các anh chị cũng đã biết được tác dụng của nước pi đối với những người thường xuyên tập thể dục thể thao là tốt như thế nào. Và nếu các anh chị có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với các đại lý của Thuyết Âm Nước trên toàn quốc để được tư vấn và hỗ trợ một cách tốt nhất. Và trong video ngày hôm nay thì em cũng sẽ hướng dẫn các anh chị cách để sử dụng nước pi trước, trong và sau quá trình vận động như thế nào cho nó hiệu quả. Theo lời khuyên của các chuyên gia thì trước khi chúng ta vận động từ 1 cho đến 2 tiếng, anh chị cần bổ sung vào trong cơ thể mình khoảng 500ml nước. Và trong suốt quá trình chúng ta tập luyện, cứ khoảng 15 đến 20 phút thì chúng ta cần phải bổ sung vào cơ thể tầm khoảng 350ml nước. Và sau khi chúng ta tập luyện thì có một nguyên tắc là như này: nếu như cơ thể chúng ta bị giảm đi khoảng 0,5kg thì chúng ta cần phải uống thêm khoảng 500ml nước, các anh chị nhé. Và một lưu ý khi chúng ta uống đó là chúng ta nên uống nước mát, không nên uống nước lạnh, và uống từng ngụm nhỏ một để nước có thể được thẩm thấu hết vào bên trong cơ thể. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi video. Và một lần nữa em xin nhắc lại, nếu như bất cứ anh chị nào có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ với các đại lý của Thuyết Âm Nước trên toàn quốc để được tư vấn và hỗ trợ một cách tốt nhất. Xin cảm ơn.